Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Danh ca Khánh Ly và câu chuyện chuẩn bị lộ hậu sự. Tôi không mong muốn mình chỉ hoàn tráng như Phi Nhung. Khi nào Chúa gọi tôi sẽ đi, nếu được hay gọi tôi âm thầm trong giấc ngủ. Danh ca Khánh Ly tâm sự. Như là một đình minh, những danh hàng đầu của Việt Nam như là Khánh Ly, là một số người khác nữa đều trải qua nhiều lần đần trong hôn nhân. Đó dường như là một sự bù trừ khi họ đạt được quá nhiều thành công trong sự nghiệp, phố đầy hào quang, thì phía sau đó là những sự cực khất mà có thể ít ai biết tới. Danh ca Khánh Ly quê quán ở Hà Nội. Cha của cô hoạt động chính trị từ thập niên 1940 đến 1950, nhưng thường xuyên phải đi lánh nạn bằng nhà. Mẹ đi bước nữa rồi cha qua đời từ rất sớm trong một sự kiện bị ấn mà được Khánh Ly vẫn chưa biết là tại sao. Từ thời điểm đó, vì mẹ bận rộn cuối cuộc sống mới, với cuộc mưu sinh mới nên Khánh Ly nhận ít sự quan tâm, thiếu tình yêu thương và từ đó vì sao dường như lúc nào cũng khao khát vì yêu thương. Khánh Ly nói rằng vì quá thương nhớ cha, thêm khao khát vòng tay của cha, nên thừa nhỏ cô mang cảm giác dần hơn tất cả mọi người vì cái nhìn thiếu vắng và có lẽ là quá thân thương. Nên cô đã thường xuyên tìm kiếm tình yêu thương. Từ vậy, từ những người đàn ông mà cô gặp, nhưng lễ dĩ nhiên là không có một bất kỳ người đàn ông nào có thể yêu thương vợ như tình yêu thương của cha dành cho con gái. Tình yêu thương thời điểm đầu, Khánh Ly 14 tuổi lúc này, cô chơi cùng nhóm bạn với người anh. Trong đó toàn là anh trai và hai là một người nhóm đó theo lời kể của Khánh Ly thì cả hai có duyên, nhảy thầm dối. Họ đến với nhau bằng một tình cảm rất ban sơ, thậm chí là còn rất nắm tay, chỉ đơn giản không là gặp thấy mong. Thế nhớ Hải từng nói, khi nào anh ra trường em sẽ cười mai tin tức của Khánh Ly. Danh ca Khánh Ly là một dòng hát huyền thoại trong đời sống tân nhạc Việt Nam. Tên tuổi Khánh Ly gắn liền với những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhắc đến nhạc sĩ Trịnh, chúng tôi nhớ ngay đến danh ca Khánh Ly. Dù nhiều ca khúc có thế hệ sau vẫn tìm mọi cách để tiếp cận, gửi mở rộng biên độ, thẩm mỹ cho các tác phẩm Trịnh Công Sơn. Sức bền bỉ của danh ca Khánh Ly, bởi lẽ khi đã ở ngoài tuổi 80, danh ca Khánh Ly vẫn có thể hát nhiều đồng hồ trong một lúc live show cá nhân. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng như mối duyên chuyên nỡ, cuộc đời của Khánh Ly cũng có nhiều tình tiết thùy không kém. Dưới một điều không thể không thâm phục bền bỉ của danh ca Khánh Ly, bởi lẽ khi đã có ở ngoài tuổi 70, danh ca Khánh Ly vẫn có thể hát nhiều nơi đồng hồ trong một live show cá nhân. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng như mối duyên nỡ, trong đời danh ca Khánh Ly có nhiều tình thế vị trí không kém. Danh ca Khánh Ly sinh ra ở Hà Nội và lớn lên ở Đà Lạt. Chỉ bắt đầu theo nghiệp ca hát từ năm 1960, lúc tròn 12 tuổi. Tuy nhiên, đến 56 tuổi thì chỉ mới dùng nghệ thuật. Danh ca Khánh Ly thay tên thật Nguyễn Thị Lê Mai. Chỉ giải thích vì say mê bộ truyện Đông Chu Lịch Quốc nên lấy tên nhân vật Khánh Ly là Yêu Ly hợp lại thành Khánh Ly. Nhắc đến Khánh Ly là phải nói đến dòng nhạc Trịnh Công Sơn gần như suốt 70 năm qua. Khi từ bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn ra đời đến nay, vẫn chưa có ca sĩ nào nhạc Trịnh quyến rũ bằng Khánh Ly. Không ít người mơ hồ đoán định giữa Trịnh Công Sơn và Khánh Ly ắt hẳn là tình cảm sâu nặng lắm. Đúng, Khánh Ly là đồng hồng nhan tri kỷ của Trịnh Công Sơn. Thông thường họ không phải quen yêu nhau đường nam nữ, mà là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Danh ca Khánh Ly và nhạc Trịnh Công Sơn thiếu hiểu nhau như hai người bạn, và họ thường yêu mến nhau như hai người thân. Danh ca Khánh Ly chia sẻ vì khoảng khắc đình minh đưa họ đến bên nhau. Tôi sống ở Đà Lạt khi gặp gỡ Trịnh Công Sơn. Bà bảo tôi vì Sài Gòn hạt nhưng tôi dự từ chối. Năm 1967, tôi gặp Trịnh Công Sơn và ông ở lại chỗ tôi đi hạt. Lần này, tôi đi cùng ông ấy. Hồi ấy, tôi chẳng có tiền ăn cơm bụi. Trịnh Công Sơn mua một suất thì chia sẻ làm đôi, để tôi ấm lòng đi diễn. Trịnh Công Sơn có nhiều bạn thân và con trai, và tôi cũng đã trở thành một thằng bạn trai như vậy.
Danh ca Khánh Ly trái tim của những người đàn ông khác hẳn phong cách Trịnh Công Sơn. Danh ca Khánh Ly nhấn mạnh, tôi chỉ thật sự là tôi, thật sự hạnh phúc khi hát nhạc Trịnh Công Sơn. Ngoài ra chỉ là một thứ hạnh phúc mong manh. May ra rằng giờ hơn không cái hạnh phúc thật sự của mình, đó là sự thật. Tôi chỉ tuân theo một người, đó là Trịnh Công Sơn, không bao giờ hối hận. Danh ca Khánh Ly lấy người chồng đầu tiên, tròn 17 tuổi và có chung hai đứa con. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc trong vánh danh ca Khánh Ly, viết lại giai đoạn mẹ đơn thân. Khi còn rất trẻ trong hồi ký, đằng sau những nụ cười một cách thẳng thắn. Tôi một mình nhiều điều và cùng cho mình chính là những điều đó. Trong tôi lúc nào bơ vơ, nơi nâng tựa khi đã liền mặt để chân, thì là cùng đường là những có sự lựa chọn. Gặp gành rất trừ đối vợ và chuyện không thể tránh, nó cứ từ từ tan ra trong sự chung thủy của cả hai người. Công khai không sâu dẫm né tránh, sâu cái sự không chung thủy của tôi chưa bao giờ đến mức độ vì liên án và mới một ly nước đầy đã quá đầy. Giọt nước ân huệ cuối cùng dâu đã bể tan, cùng đổ sức làm tràn. Sang Mỹ sinh sống năm 1960, danh ca Khánh Ly phải làm lụng để nuôi ba đứa con trước khi gặp được người tình cuối cùng của Hoàng Đoàn. Nhân vật Nguyễn Hoàng Đoàn là một kỳ giá, đã từng có vợ và hai con. Khi hàng ngộ nơi đất khách quê người, cuộc sống của Hoàng Đoàn dễ thở khi gặp Khánh Ly. Lần chào nhau đầu tiên trong nhiều lỡ xa xứ, Hoàng Đoàn nói em cần gì? Danh ca Khánh Ly chật vật mưu sinh đã ấp ủ, cần mấy cái chén mấy đôi đũa để ăn cơm. Ngay lập tức Hoàng Đoàn mua 6 cái chén và 6 đôi đũa. Chính món quà đơn giản và ấm áp ấy đã kéo họ gần bên nhau. Được một thời gian, Nguyễn Hoàng Đoàn ngỏ lời, ở đây anh có gia đình, em cũng không có gia đình. Một người đàn ông khác được xem là gắn bó nhất với sự nghiệp của Khánh Ly, đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Họ thân mật đến nhau đến nơi có rất nhiều đồn đoán, nhưng trước sự như một, Khánh Ly nói rằng cô tìm thấy người Trịnh Công Sơn, cảm của một người cha mà đã thiếu từ nhỏ ở bên cạnh nhạc Trịnh. Khánh Ly như một cô gái nhỏ cần được chỉ dạy, hướng dẫn không chỉ là một nghề hát mà còn có lối sống cách nghi. Cùng chính nhờ Trịnh Công Sơn hướng dẫn mà Khánh Ly đã hoàn thiện được tiếng hát của mình để vượt lên thành công một ngôi sao ăn khách nhất Sài Gòn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.